Xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bông Sen Mini TMCT nha. Thì hôm nay vừa con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là một cái lô ngọa tùng nha. Thì trên màn hình cô chú mình đang thấy đây là những cây ngọa tùng mà bên vườn con đang chuẩn bị giao lưu, và cái giá giao lưu cũng khá là mềm, thì cô chú mình xem tham khảo nha. Thì ngọa tùng này á, cái thân của nó khoảng chừng ngón tay, khoảng chừng đũa, khoảng chừng chiếc đũa, và hiện tại là cây đang phát triển rất là tốt, rất là ok. Chiều cao của những cây này tầm khoảng, chỗ chiều dài của những cây này tầm khoảng chừng 40 cm, nó tầm khoảng chừng 40, và cây đang phát triển rất là tốt. Thì hiện tại là những cây ngoại tùng này á, là đa số là một cốt là nhiều đó, và bên vườn đang nuôi dưỡng, cây đang phát triển rất là ok ha. Và những cây này đang vô chậu C8 nha cô chú chị, C8. Và những cây ngoại tùng này hiện tại đó là về của chú mình, có thể là uống xuống dán đổ, dán bay, dán chụp, dán quyền gì cũng được hết đó. Hoặc là cô chú gì mình trồng đứng lên mình làm dán nhân nhân vẫn được luôn. Thì những cây ngoại tùng này cô chú mình làm dán nhân nhân rất là hợp nha. Lý do là vì nhựa nó đi ngang với lại đi xuống đi đổ, nói chung là nhựa đi kiểu gì cũng được đó. Và những cây ngoại tùng này bên vườn hiện tại đang vô lưu với giá là 72.000 một cây. Cô chú mình ưng thì alo vườn con nha quý chị. 72.000 một cây, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Còn tiền ship cô chú mình lấy 2 cây đi là 144.000, cộng với 30.000 nữa là 174.000 đó, tiền ship luôn á. Ngoạ tùng bonsai, cô chú mình ưng thì alo vườn con, số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Đó. Ngoài những cây ngoạ tùng này ra con còn những cây hồng ngọc mai này kia rồi nhiều lắm nha cô chú anh chị. Và cái giá nó mềm á, cô chú mình ưng thì cứ alo vườn con, số điện thoại con để trên tiêu đề. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem nha.